Đó, hôm nay chúng ta sẽ bàn về câu chuyện là đòi nợ mướn, đòi nợ thuê. Em nghe tụm cụm từ này em thấy nó ghê ghê làm sao á. Hoàng thấy sao? Công ty đòi nợ thuê á, là có cái tính đe dọa. Giết người thì mình chưa thấy ai giết cả, nói thật. Nhưng mà có tính đe dọa những cái người mà vay nợ thì rất là nhiều, rất là Không, nhiều. em thì em chưa nghe là cái công ty đòi nợ thuê là bữa nay em mới nghe. Nhưng mà Có. em ví dụ những cái người đòi nợ thuê là thường như giang hồ á, dân xã hội đen á thì nhiều rồi. Từ xưa giờ kiểu như đại ca cho vùng nào thì sẽ có vùng đó rồi đòi nợ giùm rồi người ta sẽ ăn chia với mình thì cái đó em nghe. Nhưng mà ý là có một cái công ty hẳn hoi thì Đó, em công chưa ty, nghe. thậm chí công ty lại có giấy phép nữa mới buồn cười chứ, phải được cấp phép mới gọi là Thì công đúng rồi. ty, đúng Mà không? công ty đi đòi nợ hả? Công ty đi đòi nợ, anh hỏi Cát Tường cái này. Thật ra trên đời này á, cái nơi mà có nhiều tiền nhất và nhiều người nợ nhất là gì? Ngân hàng. Trong ngân hàng thì nó có một bộ phận là bộ phận đòi nợ. Có, bởi vì có những người họ đi xét duyệt Nhưng cho vay mà và ngân có người đi hàng đòi thì họ nợ. nắm cái cán hết rồi. Không, không, không. Ngân hàng hiện nay á, nó có một cái nó gọi là tín chấp mà. Nhưng mà cái bộ phận đấy luôn này không bao giờ có kiểu như ăn mặc và dằn di hay là cái gì đến cả. Họ chỉ gửi những cái thư đến thôi. Họ chỉ gửi những cái thư đến và những cái thư ấy được thảo một cách rất là chuyên nghiệp. Cái là đầu tiên thì rất là nhẹ nhàng, bao giờ cũng là kính thưa ông, kính thưa bà, được trân trọng thông báo, cái là cái giọng văn của họ rất là đàng hoàng. Cái mức độ căng thẳng của cái ấy vì có thể là chưa trả nó cũng tăng lên, nhưng mà tăng lên đến đâu thì tăng, không bao giờ có cái mùi xã hội đen và không bao giờ có cái mùi đe dọa tính mạng hết đó. Họ chỉ nói rằng là ông sẽ phải chịu hoặc là bà sẽ phải chịu Chứ hoàn pháp toàn luật. trước pháp luật các thứ, và chúng tôi đã thông báo cho tòa án hoặc là công an ở cái khu vực của ông bà sống về cái trường hợp này, chúng tôi sẽ mời ông bà lên. Cái là họ có những cái chuyên gia để thảo ra những cái văn bản để Và bà nói đọc rất chung là là họ dựa vào pháp luật. và dựa pháp luật và đọc thì rất sợ, nghĩa là đọc cũng cảm giác là chết chết phải trả tiền. Không có cái kiểu như là con người đến mà lại thứ nhất là nói năng thô tục, thứ hai là nói thật ra là tôi chả thấy ông đòi nợ nào mà cong lê cà vạt, ít nhất là cũng phải cởi trần hình xăm vằn vện rồi là đầu rồi đinh các thứ, nghĩa là cái hình thức đã gây dọa nạt cho cái người nợ rồi. Bây giờ chẳng lẽ bây giờ người ta mắc nợ mình mà con nợ đó khó đòi quá thì bản thân anh sẽ xử trí như thế Thì đúng nào? là như thế này này, phải công bằng mà nói thì những cái người mà mắc nợ mà cái kiểu bị đòi như vậy phần lớn những người bình dân, doanh nghiệp ấy thì họ đã vay ngân hàng, thế còn những người bình dân thì chẳng hạn như bất ngờ cần một cái gì đó thì chỉ có những cái tổ chức bên ngoài nó mới cho vay thật là nhanh thôi, ngoài đường nó dán thông báo đầy ấy, chứng minh và hộ khẩu mà 15 phút có tiền, nó không cần bắt một thế chấp một cái gì cả, chỉ chứng minh hộ khẩu thôi. Và nhưng mà lãi suất á, người ta tính ra là bét nhất là 30% một tháng, còn thì còn có khi mấy trăm phần trăm một năm là rất là khủng khiếp. Và khi mà họ đã vay cái tiền đó rồi thì có thể nói là họ mắc vào một cái nó gọi là Không có khả năng nó chi trả. không không cố hết sức để trả chứ người ta cũng sợ lắm, nhưng mà rất nhiều khi người ta không trả được. Rồi mình quay lại cái vấn đề cái công ty đi, tại vì hồi nãy cái clip đưa ra là Công có công ty ty rồi nợ đàng hoàng. Vậy thì đó là công ty thì mình nghe cái từ công ty có nghĩa là gì? có Phải có con đồng phục, dấu phải có con dấu, phải có có ban đồng giám phục, đốc, phải có có trụ bằng tên, phải có giấy sở. giới thiệu. Cái đòi nợ thuê á, nó là một cái nhu cầu, tức là thật sự nó trong giao dịch làm ăn đó, mà tôi lỡ cho vay một cái đối tượng mà họ cố tình chây ì không chi chịu trả, thế thì bây giờ lẽ nào mà tôi cứ đi đòi họ hoài đó, thì thời gian đâu, thì đại khái là cũng nhờ một cái đơn vị đứng ra thay mặt mình để đi đòi, thì cái chuyện đó là cái nhu cầu đó là có thật. Sở dĩ nó có xảy ra cái trường hợp mà thuê các công ty đòi nợ bởi vì có người họ nghĩ thế này này, ví dụ như là bị quỵt 100 triệu, ông cứ để tôi đòi, được thì ông được tiền, không được mất thì đằng nào ông cũng mất rồi, và tôi sẽ không lấy tiền gì của ông cả. Ví dụ tôi lại đòi 100 triệu cho ông, tôi sẽ lấy 40, hiểu không? Năm mươi năm mươi luôn năm đó. mươi năm mươi luôn. Thì có nhiều người bảo đằng nào cũng mất, bây giờ tự nhiên có người nó đòi dùm mình, chả biết nó dùng thủ thuật gì là chuyện của nó, đúng không? Tự nhiên mình lại được lại tiền, thì trong cuộc sống người ta cũng cư xử như vậy. Thật là em cũng bị một hai trường hợp và em cứ đắn đo suy nghĩ mãi, vì cũng rất là nhiều người đề nghị là sẽ đòi giúp em, đúng rồi, mà họ không lấy tiền của em, đúng không? Dạ. Họ chỉ đòi về thì họ chặt cái phần mà họ đòi thôi, cho nên là những cái người đòi nợ thuê đó họ cứ sống được là như vậy. Bản thân em nói thiệt với anh đó là em muốn lắm, bởi vì nghĩ rằng là mình tiền tức, nó sót mình tức rồi, tại vì tiền mình lúc mình mượn thì nói ngon nói lành y chang như anh nói, là mình tức chứ, tiền mồ hôi nước mắt mình tức chứ, nhưng mà em cứ phải cứ đắn đo, em suy nghĩ hoài, em cứ sợ, em sợ mặc dù cái chuyện đó chuyện của người ta, nhưng mà rồi rủi có cái chuyện gì mà nó gây ra một cái hậu quả gì Đúng, đó, đúng, đúng, đúng. rồi người ta truy ra, rồi nhiều khi công an vào cuộc, cái truy ra tại là Đúng. đòi giùm cho Cát Tường. Em là không có giấy tờ luôn, vì mình là kiểu bạn bè mình cứ nói miệng, mà nói miệng cực kỳ khó đòi đó, thì đâm ra là mình phải cung cấp cho cái người đi đòi, rồi có chuyện gì thì nó quay ra nó lại liên quan đến mình. Không có cái đòi nợ thuê nào mà nhất là cho cái giới bình dân mà nó không kèm theo đe dọa, không kèm theo những cái lời nói có cái tính gọi là nói thật ra có cái sự gọi là thanh toán thuộc về thể xác hay gì đó. Đã là gọi là nợ không đòi không bao giờ ai trả,
Ít có ai mà 10 người là hết 5 người đợi đòi rồi trả hoặc trốn. Nghĩa là đòi thì bảo là ác, không đòi thì tức. Tức lắm, tức dữ lắm luôn á. Nhưng mà thực tế là hiện tại em thấy là có rất là nhiều con nợ rất là khó đòi. Bản thân như anh cũng bị dính nè, em cũng bị dính nè. Mà nó thiệt là tức lắm vì cái con nợ của mình nó vẫn đang sống nhiễu nhương xung quanh mình mà nó không có cái thiện chí trả nợ cho mình. Và mình là những người quá hiền lành, mình cũng không muốn là dây vô cái gì đó nữa. Nhưng mà có những người ta uất ức lắm, người ta tấm tức lắm. Người ta nhiều khi ta nghĩ là kệ bà nó cho đòi luôn, được được, coi như là đằng nào cũng mất rồi, người ta vẫn sẽ đòi nợ. Như vậy thì từ từ người ta sẽ nhờ ai đòi, ai là người đi đòi, là phải những dịch vụ đi đòi nợ thuê. Mà thường đi đòi nợ thuê y chang anh nói là phải hầm hố, phải xăm, phải này phải kia, và bắt đầu đi dính tới cái đối tượng là xã hội đen. Nó phải có dính tới đối tượng xã hội đen. Vậy thì bây giờ càng ngày cái những cái đối tượng xã hội đen mà đi đòi nợ thuê nó mướn quá nhiều. Thì theo như các tường biết á, là nó có ra những cái quy định như là muốn đi đòi nợ thì phải là đồng phục, phải là bản tên, phải có giấy giới thiệu hay gì gì đó. Còn không biết là anh Hoàng có ý kiến riêng của anh thì anh thấy như thế nào? Thật ra đấy, trong cuộc sống á, thì cái tỷ lệ người quỵt ấy, thật ra luôn luôn nó thấp hơn cái tỷ lệ người trả. Chắc chắn là như vậy. Cái mà mình quỵt tiền của người khác có nhiều không? Ít lắm. Yeah. Vừa đòi nợ được, vừa lịch sự, vừa các thứ thì ai chả muốn như vậy. Nhưng mà nghĩ đến cùng thì điều đó rất là khó. Có ba mặt ở đây. Yeah. Mặt thứ nhất, mình phải giáo dục cho những cái người lao động bình dân là hết sức tránh cái chuyện mà vay nợ những cái tổ chức xã hội đen. Yeah. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình phải chấn chỉnh những cái công ty đi đòi nợ nếu mình đã có chót cấp phép rồi. Có quần áo, có trang phục, có nói năng các thứ trong khuôn khổ pháp luật. Đấy, nhưng mà phải nói mở ngoặc rằng cái điều đó rất là khó. Và điều thứ ba quan trọng hơn hết ấy, là mình phải có những cái tổ chức của nhà nước, của những con người có tính từ thiện lo dùm cái vụ này, chứ không phải là phó mặc cho là dân đường phố nó lo. Đấy, ba cái đó nó phải đi liên quan với nhau. Và tất nhiên là ngay cả làm ba cái đó rồi cũng không phải là đến ngày hôm trước hôm sau là sẽ sạch nợ, đúng không? Sẽ hết cả những con người nợ gian dối, vì xã hội nào thời đại nào cũng vẫn sẽ có những con người đó. Quan điểm của Lê Hoàng là không cấp giấy phép, chứ không phải là cấp giấy phép rồi xong lại dùng cái từ là sẽ quản lý. Không bao giờ quản lý được. Có giấy phép thì họ cũng dựa cái giấy phép đó, họ làm lố lên mà mình lố cũng kiểm tra được. Còn nếu mà không có giấy phép ấy, bất cứ kẻ đòi nợ thuê nào cũng là phạm pháp. Có nghĩa là những cái công ty nếu như có mà đang đòi nợ thuê là họ đều được cấp phép. Họ được nhưng cấp mà phép. Có thể cái giấy phép của họ nó chỉ giới hạn một cái chừng mực nào đó. Nhưng mà do nó bị biến tướng cái điều lệ của họ khi họ xin giấy phép thì rất đàng hoàng. Yeah. Nhưng khi họ làm ấy thì thật ra là nếu mà họ biến tướng, bởi vì họ không làm lố thì phải là công bằng, không đòi được. Không đòi được. Đấy, mà làm lố thì cái vô tận. Phần lớn những người bình thường hiền lành ấy đâu có dám làm như nhân viên đòi nợ. À, anh nói làm cho em có thêm một cái niềm tin trong cuộc sống rằng là những cái tỷ lệ cái người quỵt đó nó sẽ thấp hơn cái đúng tỷ rồi, lệ người trả. Thì Tường cũng mong rằng như vậy. Và nếu như một xã hội mà chúng ta cũng có những cái sự vay mượn, đó là một sự hỗ trợ nhau trong lúc cuộc sống nó có những cái khó khăn, không ai dám tự tin rằng mình không có lúc mà mình kẹt tiền, mình cần tiền. Vậy thì khi mà mình đã mở miệng mình mượn hoặc là mình thì mình phải có kế hoạch trả, và mình phải cố gắng làm sao để có thể giữ được cái hẹn ước đó cho đúng, để là cái uy tín của bản thân mình còn có những lần sau. Thêm một ý nữa thế này này, con người càng được tôn trọng thì cái khả năng trả nợ họ lại càng cao. Bởi vì khi mà mình đe dọa vào con người đến một cái mức nào đó hoặc theo kiểu như họ mất hết danh dự thì họ nghĩ là thôi, đã mất thế này thì thôi mất nốt, nghĩa là không cần giả nữa. Cái đấy có. Để nghe ý kiến anh Hoàng thì xin mời quý vị và mời anh Hoàng chúng ta sẽ theo dõi để lắng nghe ý kiến vấn đề này như thế nào nha. Vừa rồi đó thì Bộ Tài chính đưa ra một cái dự thảo là bổ sung một số cái điều kiện vào cái ngành nghề mà kinh doanh đòi nợ thuê. À, chẳng hạn như là nói là cái người mà công ty đòi nợ thuê đó là phải mặc đồng phục chẳng hạn, phải không, phải đeo thẻ rồi xuất trình giấy tờ là được mình là cái đơn vị mà đi đòi nợ đó. Thì thật ra đó thì cái việc mà quy định và thắt chặt cái hoạt động này là nó cũng, tôi nghĩ là nó cũng hợp lý thôi, bởi vì nó liên quan đến an ninh trật tự và rất là dễ bị biến tướng sang những cái hình thức mà đòi nợ mà phạm pháp đó. Với cái dự thảo sửa đổi của Bộ Tài chính, sửa đổi cái nghị định 104 thì rõ ràng là những cái đơn vị muốn hoạt động trong lĩnh vực đòi nợ, người ta phải có những cái đặc điểm nhận dạng, bên cạnh đó xem như là người ta có những cái trang phục cũng như là cái quy trình xử lý một cách nó chuyên nghiệp và nó dễ nhận dạng. Thì khi mà đã đưa ra những cái điều kiện như thế này thì rõ ràng là nó là cái điều kiện mà để các cái doanh nghiệp cần phải tuân thủ. Nếu như các cái đơn vị mà không tuân thủ theo cái dự thảo sửa đổi của nghị định 104 thì như vậy cái cơ quan quản lý nhà nước trong trường hợp này là cơ quan công an, người ta có đủ cái chức năng thẩm quyền để người ta xử lý những cái đơn vị dịch vụ đòi nợ vi phạm. Cái dự thảo này nó có hiệu lực nha.
đó, anh đi đòi, anh không mặc đồng phục, anh không đeo thẻ, anh không xuất trình giấy tờ thì tôi không tiếp anh đó. Còn nếu mà anh lại cố tình là làm những cái hành vi gọi là đe dọa hay là cái gì đó gây mất trật tự thì anh lại là phạm vào một cái tội khác à, đúng không? Thì mình sẽ xử lý theo cái tội đó thôi. Đó, thì hy vọng với những cái thông điệp ngày hôm nay mà anh Hoàng đã chia sẻ cho chương trình cũng như là những cái phóng sự mà chúng ta theo dõi thì mong rằng là chúng ta sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn, những cái mối quan hệ tốt hơn giữa chủ nợ và con nợ. Một lần nữa cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương mục ngày hôm nay, và hẹn gặp lại trong chủ đề ngày mai nhé. Xin chào.